Chào mọi người quay trở lại với channel của mình là Bisugi đây. Và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bisugi chơi Liên Minh Điện Thoại nào nè mọi. Thì ngày hôm nay mình sẽ đến với con Liberlang này, và là một cái build đồ phải gọi là rất là nhiều anh em yêu cầu ở chế độ URF này, đó chính là Liberlang full chiến mạng 100% crit đó. Tại vì bữa mình đăng một cái vid gọi là Liberlang full phép ở trong chế độ URF này nè, hốt được beta kill quá. Thì anh em nào muốn xem thì có thể ghé lại xem ủng hộ mình nha, mới đăng thôi nè mà. Thì trong video đó anh em bình luận rất là nhiều, là nếu như mà bít được Liberlang lần nữa thì làm 100% chí mạng xem thử nó mạnh hay không nha. Hiện nay quất luôn các bạn ngọc mình đang may cho con này là mưa kiếm nha anh em. Mà từ cho nó về đi, quất mang khác, mang này ngon nha. Rồi lên. Ui, tăng tốc thì mình mang nhiều vậy. Thằng sau lưng nè. Ô chuối. Nice. Chuối nè. Úi xời ơi, lên đẹp đánh thường cũng thốn nữa. Thốn cực luôn ở đây mời, sắp có mưa kiếm nè. Sắp có nè. Trời ơi, có mưa kiếm thì mình xin nhẹ các bạn luôn. Triple kill ngay phút thứ 1 rồi. Anh em thấy cái sức mạnh của mưa kiếm này mới đầu game nó mạnh cỡ nào không? Nó đánh mắt nhanh luôn nên nó bù đam được anh em mời, nó sốc đam kinh lắm. Lên full chiến mạng mà không lên mưa kiếm thì nó hơi kỳ đúng không? Đó. Anh em nào muốn mình làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái nha. Thanh kiếm nó rất là nhiều, tại vì chế độ URF này á, nó cũng sắp hết, kết thúc rồi. Đấy, nên mình sẽ cố gắng mình làm nốt những cái ý tưởng mà anh em đặt ra cho mình nha. Mình ăn 3 mạng cái vẫn chưa lên được level 2 mà. Cố gắng farm level 2 lấy cái chói với lại là cái quy coi. Mày nè. Bình thường thôi, lại bị căng. Bây giờ nó biết mình ở trong đây anh em. Top thật sự là mình không muốn đi top luôn anh em ơi, tại vì nó biết sao không? Nezat nó đi rừng nên mình đi top thì lên đây ăn hành nè. Mình lên top thì lên đây ăn hành mình nè, chứ ai đi ăn hành chung mình anh em. Ồ Nezat binh lên rồi, sướng anh em à. Chứ đi mình này sao mà chịu nổi. Thằng Seraphine này nó bắn rồi thôi, không thấy mặt trời luôn á. Thì có nó thả skill rồi, mày hé. Farm thôi cũng khó nữa chứ nói gì anh em. Ai da. Thôi cho con chó farm anh em à. Farm đấy. Đó. Câu vội cho farm đó. Ui Seraphine đã skill gì sao đi. Nếu mà mình muốn á thì mình muốn đi boss hơn á anh em. Đi boss ngon hơn á. Úi ôi, căng. Anh em cứ bình tĩnh, phải vượt qua cái giai đoạn khó khăn này trước thì mới mạnh được. Đấy, mất tóc biến rồi nha. Chói nè. Mất tóc biến luôn nha, vẫn bị ăn chói. Mình xin luôn. Diễn viên Lee Sin à. Mình xin Drake đâu đây? Xin Drake chơi boss hả? Anh em thấy không, mình mới vừa mua cái giày với lại là một cái gì ta, tóc đánh thôi không, mà tóc đánh là 1.5 nè, nhanh không, đánh thường cứ như thằng nghiện. Mình chỉ cần né được hết tất cả các skill thôi là mình sống thôi. Né nè. Lee Sin này nó không cần đéo quy chúng mình là mình sống thôi đó. Ông chó không bỏ tôi đi tí bồi. Không giết được Seraphine luôn mà. Ông chó không đi farm cua à. Ông mình lên đây đi chúng mình là nãy ăn 2 mạng rồi đó. Ngon lành cành đào luôn. Thôi cái gì mình cũng phải tự xử nè mà. Cái gì cũng phải đến tay mình. Anh em xem nè, con 2 nè, tên đâu. Nào dễ giết trước anh em ơi. Rồi xong. Trời ơi, tóc biến lên nó chơi mình luôn mà. Ý, tôi biết mà. Hên quá đâu mà nó không đủ đam giết mình. Úi xời ơi, đừng biến về. Chắc chắn là ông đang bật shop lên mua đồ này mà, chắc chắn luôn.
Thôi mình nhà mua đồ cho chắc. Thôi, về nhà đi, về nhà đi. Giỡn ơi, về đi bạn ơi. Ù nó vô. Vô là nó chết luôn cái gì nữa. Ui trời ơi, hit and run mà bạn như hack luôn. Được chưa? Mạng có đôi nhãn của em chưa? Đừng bây giờ khinh thường Liberlang gọi là full chí mạng nha. Bắn hơi bị đau á. Không tham nha em ơi, phải đó. Không tham, về nhà mua đồ sướng không? Sao mà mới level 5 với ta? Này level 7 rồi. What? 57 là không quan trọng anh em à. 57 là không có quan trọng. Nó level 7 mà level 5 nhưng mà đồ của mình là hơn tận món. Phụ xin ơi, xin ơi, lên top phụ mình cái. Mình xuống mít, mình phụ bạn đó. Phụ top cái xin ra. Rồi xong vừa mới nói chết luôn mà. Ok. Lý Sư ở đâu ạ? Né liền cho anh em ơi. Mặc dù chúng huy nhưng mà nó không có đủ tầm nó huy vào. Chắc Lý Sư nó biến về luôn rồi. Gì khó quá bỏ thôi. Hít chút ép, hít chút ép. Thanh Kiều. Phải đi hít ép thôi chứ thọt quá. Ui bó có chuối, bó có chuối, bó có chuối. Trời ui, con mực thơm ngon như thế này. Con mực thơm ngon. Orina luôn. Ok. Hợp lý đó. Rồng lên em ơi, rồng trong này ăn nhanh lắm. Thêm bạn bơi chủ ác liệt thế nhờ. Không kịp ăn rồng luôn á. Đang tới. Uầy, tên bạn đánh kìa. Bơi chủ nhiệt tình chưa? Bơi chủ chịu quá nha anh em ơi. Đánh kìa. Đợi mưa kiếm mình chơi tiếp. Làm gì vậy? Chạy nè mời. Cứu tôi. Tôi đâu ngu đâu. Quay lại bắn cái chỗ tôi quay lại chi ba. Mà mua đồ cái anh em ơi. Nhiều tiền quá. Rồi 40% tỷ lệ chí mạng cũng tạm được. Chuối nè. Nice sir. Còn Lee Sin bỏ nha anh em. Lee Sin mình sốc đam nó hay là nó sốc đam mình thì cái đó là hên xui. Giận rồng này. Khó giữ. Đây. Ui hai thằng luôn hả? Ai giúp. Ồ xin xuống xin xuống. Ủa nó xuống thêm thằng nữa. Ờ thì chịu. Thế thì chịu. Bốn thằng. Tên mình kỳ đấy nha. Mình ăn 14 mạng mà tổng mạng có mới có 19 à. Giờ mới để ý luôn á em ơi. Tổng mạng tên mình là 19 mà mình ăn 14 mạng. Cái đỉnh cao của cái tên mình luôn. Đây rồi chuối nè. Cái nào dễ làm trước. Ui, nice đó. Mình không dám bay thẳng vào sợ nó rờ anh em à. Ai ngờ nó không rờ. Mấy đại ơi, mấy đại thay em. Đừng có quay lại khi mà không phải là trường hợp gọi là cấp bách nhất. Úi trời, mình xin solo kill. Gì đầu hàng sớm vậy? Tôi đang gánh phải gọi là tích lỗ đích luôn. Đầu hàng.
đây rồi em ơi, bọc cái đường. Ơ ui, cũng nhanh, công nhận là có một cái chạy nhanh thiệt. Rồng gió sắp ra nha các bạn trẻ. Ok, 60% tỷ lệ chí mạng với cái 4 món đồ rưỡi, nếu mà tính luôn cái giày. Lý Sinh đang tự hỏi là tại sao mình chết. Đâu mày? Nó dùng phải từ từ, mày bắn tay đúng không? Từ từ, chạy vé lên nữa con. Đây rồi. W trước nha em ơi, W trước xong rồi bay ra mình bắn, rồi cái gì mình chạy về được á. Đừng có bao giờ xả W dồn đam với con Liberlang AD này. Xin nhắc lại nha, không bao giờ xả W dồn đam với con Liberlang AD này. W lên bắn xong rồi lùi về thôi. Đó, như vậy nè. Triple kill xin nha. Ôi. Ui. Lý Sinh nó đá quy một phát bay màu mình luôn mà, cay chưa? Combat cực mạnh ở rồng anh em ơi, combat cực mạnh ở rồng nè, tôi ra liền. Từ nha. Đó, này sâu chưa? Luôn dùng W để bắn xong rồi chạy về thôi nha. Xin nhẹ cái triple kill luôn. Dễ chưa? Em đem cái bản mưa kiếm này là đúng, gọi là bắn ba bắn của cái mưa kiếm này là end game đó, là chết, chắc chắn là chết một đứa. Anh em mới cho mình nhận xét đi là Liberlang full phép hay là Liberlang full dam. Ở chỗ chế độ URF này nó mạnh hơn, nó tùy vào cảm nhận của tất cả anh em thôi. Full phép á là cái lối chơi riêng, còn full dam á là nó cũng có lối chơi riêng nha, hai lối chơi hoàn toàn khác nhau và anh em phải tùy trận đấu nữa. Mà phải có tùy anh em có biết được Liberlang này không nha. Mà ráng rồng tiếp đi anh em ơi. Ui, đồng hồ cát nữa. Nice. Xin. Ui, chui. Wow. Water kill. Lý Sinh ăn được cái bên tay không ta? Lý Sinh là nó hồi sinh luôn rồi nè, không biết ăn được bên tay không ta. Kramit Ben nè, ok, mình xin. Cảm ơn bạn. Bạn Lý Sinh tốt quá em ơi. Mình chưa gặp xin Ben luôn á, mà bạn tự cho luôn. Thanks. Ok, di tất cả đó nha, đầu hàng luôn mà. Bye bye.